Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5. Tỷ số lúc này đang được gia tăng cách biệt là 3-1 tạm game cặp đôi Tiểu Thủy Ngư Chiến Tướng rồi. Thời điểm hiện tại thì có lẽ là đã có những cái sự căng thẳng hơn dành cho cặp đôi Chim Sẻ Đi Nắng và U98 trong kèo đấu này. Một kèo đấu chạm 6. Vâng, họ lên 3 trước là mình cũng thấy căng căng, chứ họ lên 4 trước là rất căng đấy. Hy vọng trận đấu này Sẻ và 98 sẽ có thể mang về một chiến thắng, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Và thực hiện một cái kèo đấu mà chúng ta có một bàn rượt đuổi về tỷ số. Tiếp tục đánh bài thịt kho tàu của Sẻ. Cũng đều là những cái map đánh được bài tàu nhưng mà kiểu gì nó cũng có một cái gì đó nó xấu xấu anh em ạ. Hoặc là bài đẹp thì đồ ăn xa ít đồ, hoặc là bài xấu hẳn luôn. Vâng, hôm nay thì Hải báo bận, Kami cũng báo bận. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ 98 đang có những tín hiệu khá là ổn. 98 đang có tương đối nhiều voi về. Con voi thứ 3 đang trên đường về rồi. Bài đấu này là một bài đấu có vẻ là so với các trận đấu trước thì đây là map đấu đẹp nhất mà 98 đang có. Nhiều voi về nhà chính. Liệu có bị ép lỗi trận này không nhỉ? Dân đang được cắt ra để làm gì đây? Ăn bầy hiêu à? Như vậy là bầy hiêu 7. Bầy hiêu đầu 7 con sẽ được ăn ở một chiếc nhà BS chay. Rừng của 98 là những cánh rừng thụt. Chúng ta có thể thấy cái thế nhà này rừng đều là những cánh rừng thụt rất sâu về phía bên trong vực góc 9 giờ. Được đấy, bài cũng được đấy. Nhưng mà gần với cái bầy hiêu đầu này mà có thêm cánh rừng nữa thì nó mới là mắc binh. Bài vẫn hơi phí một chiếc BS chay anh em ạ. Vâng, quay trở lại với màn hình máy Chim Sẻ thôi. Sẻ thì đang vừa rồi tìm được ở đâu đó thêm một con voi nữa về với khu vực nhà chính của mình. Vẫn là một cái lợi thế về sắp xếp, chúng ta có hai người cạnh nhau, nhà gần nhau. Và tất nhiên nhà gần nhau thì nó sẽ là một cái lợi thế về khả năng hỗ trợ phối hợp lẫn nhau rồi. Nhưng trận đấu trước là một trận thi đấu mặc dù nhà cũng gần nhau đấy, cũng có thế khung ấy. Nhưng bên phía đội bạn họ lên sớm quá. Có bắn cho vâng sốc quần lên chạy không kịp. Vâng, 957. Thường thì những cái bài đấu như này sẽ ép ở 950 hoặc thậm chí là nhiều dân xây nhà hơn thì sẽ kích ở 947, 948. Trận này thì lại vẫn đang là ép hơi lỗi một tí, kiểu gì anh em ạ. Nó là phong độ không đạt được mắc binh. Homage.
98 thì sao, cũng đang cơ cấu ruộng, 5 chiếc ruộng rồi, 6 chiếc ruộng. Thế chủ động không bo mặt sau lưng nhà, bởi vì nếu như mà 98 có bị lọt vào từ phía đằng sau lưng thì và có lẽ là đối phương cũng chỉ có thể lọt vào nhà của 98 khi mà đi qua nhà của chim sẻ thôi. Cái thế CA của 98 sẽ giúp 98 có thể cản mặt đối phương di chuyển vòng ra sau lưng nhà của mình. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Sẻ đang có một khu vực xây nhà BA khá chật chội. Khá chật chội nha anh em. Đấy, những nhà khá là díu vào với nhau. Lâm A bài 25 dân cộng 1 đánh Lâm A đến từ chim sẻ. Có vẻ như sẻ đang cảm thấy những cái bài đánh 4 A ra dân cơ cấu phát triển của mình đang lúc này đang không đem lại được sự hiệu quả. Sẻ chủ động đánh Lâm A và đánh lỗi, vẫn lỗi này. Nhà A xây vâng bánh xe lên xong mà vẫn chưa xây xong nhà A này. Không có gì sai sai anh em ạ. Sao lại còn mít e nữa? Chuyện gì xảy ra với chim sẻ của chúng ta đây? Hay là ngủ quên trên chiến thắng? Ngày hôm qua thì sẻ đánh rất hay trước Tiểu Thủy Ngư. Thực sự là cực kỳ hay. Đánh cảm giác vâng đánh cho Tiểu Thủy Ngư gọi là bất lực luôn, không làm gì được. Có một trận đấu mà sẻ chỉ đứng thủ. Tiểu Thủy Ngư cũng là một bài đánh ở nhà. Lam Ma đối đầu với 4 ào chim sẻ và Ngư không công được, tự quýt. Sẻ còn không thèm đi công lại. Rồi có những trận đấu mà sẻ đối đầu với Ngư quanh đi ngoảnh lại, sẻ hơn Ngư tới 20 mấy thằng dân. Rồi Ngư cũng tự quýt không đỡ được, rất bất lực. Nhưng đấy là phong độ của chim sẻ của ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay là đấy sẻ đang gặp khá là nhiều vấn đề. Thao tác thi đấu rồi mọi thứ đều đang rất là nhiều sạn. Đây là tân cung đầu tiên của chiến tướng. Ở cánh bên này thì sẻ đang đối đầu với chiến tướng, thế nhà khá là xa nhau. Chiến tướng có một tân đi quân vào nhà của sẻ và sẻ cũng có một tân đi quân vào nhà chiến tướng. Và dường như là sẻ đang bắt đầu bị động và tự ái rồi. Có vẻ như là đang nghe bị thấy bình luận viên chỉ trích hơi nhiều. Và sẻ đang có một tân lọt cực đẹp vào khu vực ruộng chính của chiến tướng. Anh ta dường như đang không phát hiện ra, dân không thấy chạy. 58-64 tham lại lúc này. Tân ở nhà thì đỡ chiến tướng rất là thoải mái và không gặp bất cứ vấn đề gì. Còn tân đi công thì chim sẻ đang đem lại được rất nhiều lợi thế. Cực kỳ nhiều dân của chiến tướng sẽ bị chơi vào trong tình huống này. Anh ta cũng đang muốn vẩy e để bắt tân quân này của chim sẻ. Nhưng thậm chí rằng là ở nhà mất dân và thậm chí cũng đang không bắt được quân, sẻ sẽ có thể chạy được ít nhất là 3/5 quân cung đờ đầu tiên của mình và hình thành một cái thế hốt ba. Cánh bên này sẻ đang có rất nhiều lợi thế trước chiến tướng. Cay rồi, cảm giác đánh lỗi nhưng mà trận này bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên để bắn rồi. 61-76 tướng với chúng tôi này, dồn thêm quân lên rồi. Thế như trẻ tre, trong trường hợp mà Tiểu Thủy Ngư không tạt được sẻ thì chiến tướng chết là cái chắc. Trong trường hợp Tiểu Thủy Ngư không tạt được sang cánh bên này hỗ trợ chiến tướng, một tên tạt sang nhà của sẻ hoặc là một tên kéo quân sang thủ cho chiến tướng thì chiến tướng chắc chắn chết. Màn hình máy của game thủ U98, 65-76, 98 cần phải áp lực nhiều lên hơn em ơi. Áp lực và đấu quân liên tục cùng với màu ba, không cho màu ba có cơ hội tạt cánh. Ở trong cái thế trận như thế này thì chúng ta sẽ có cực nhiều lợi thế. Sẻ đang tự tìm kiếm được rất nhiều lợi thế ở cánh bên kia rồi. Còn cánh bên này thì chỉ cần 98 cân với Tiểu Thủy Ngư, áp lực Tiểu Thủy Ngư, không cho Tiểu Thủy Ngư đi quân sang cánh bên kia rồi là tươi. Nhưng đừng thua cánh là được. Đừng thua cánh là được. Đừng thua cánh. Nếu như 98 mà thua cánh ở mặt trận bên này thì mọi nỗ lực, mọi cố gắng của chim sẻ trước chiến tướng công cốc. Quay trở lại với màn hình máy chim sẻ, thằng này 61. Chiến tướng vẫn đang dãy, chiến tướng vẫn đang dãy khá khỏe. Nhưng sẻ vừa bổ sung thêm một tân quân lên, thế hốc ba cực kỳ đẹp luôn. Phía bên trong nhà chiến tướng là một con dốc cao. Anh ta muốn cứu nhà BA thì sẽ ở một cái thế đứng đấu quân ở dưới dốc. Nhưng lượng quân của chiến tướng vẫn đang còn. Sẻ thì vẫn đang mất thời gian để di chuyển những con cung từ nhà của mình lên. Vẫn chưa đánh bay hẳn được chiến tướng ở cánh bên này. Mặc dù là lợi thế là đã có. Quay trở lại với màn hình máy của U98. 98 thì đang bị Tiểu Thủy Ngư lù ngược lại.
đừng để vâng, đừng để ngư tạt là được. Dường như tham này chúng ta đang có dấu hiệu đè đối phương. Chị tướng vẫn đang cố gắng sóc quân ra để đỡ nhà. Vâng, cái thế nhà xa nó đang khiến cho chim sẻ vẫn chưa thể nào đánh bay được sớm nhà của game thủ chiến tướng. Trở lại nhà gần thì chết với tôi. Vâng, còn ở cánh bên này thì vâng vừa mới bảo là 98 đừng thua cánh là được. Thì 98 đúng là lại đang thua thì chưa thua, nhưng mà đang ở một cái thế bị ép. Và với cái việc ép được như thế này thì nhiều khả năng kiểu chúng tôi sẽ có một đơn tạt sang nhà của game thủ chim sẻ. Và sẻ hãy coi chừng, lúc này thì chưa thấy dấu hiệu tạt đâu. Một lúc nữa thì chưa biết. Gắng đỡ nhà lên em. Vâng, cánh bên kia thì sẽ có lợi thế trước chiến tướng, nhưng chỉ ở cái thế gọi là 65-35 của cánh bên kia thôi. Chúng ta chưa đến mức 73 hoặc 82 để chúng ta có thể yên tâm với cái thế trận như thế này hơn. Màn hình máy của chim sẻ tham lai 72 rồi. Sẻ thậm chí bỏ qua chiến tướng và tạt sang cánh bên này một tơn, bắt quân của tiểu thủy ngư, giảm áp lực cho 98 ở cánh bên này. Cũng hợp lý. Đỡ được nhà cho 98 ở cánh bên này thì vẫn ok. Thế phát triển của sẻ đã khỏe hơn so với chiến tướng rồi, nhiều dân hơn so với chiến tướng tương đối nhiều. Vâng, cũng giống như chim sẻ đối đầu với chiến tướng ở cánh bên kia thôi. Tiểu thủy ngư có lợi trước 98 nhưng anh ta không kịp bổ sung đủ quân lên để có thể đánh chết hẳn 98. Vâng, 98 cứ lở quân ra là lại có dấu hiệu đỡ được nhà, là lại sẽ có thể đỡ được nhà. Còn chim sẻ đâu, xây rồi, sẻ mới là người chủ động tạt. Vâng, một tơn tạt mà sẽ khiến cho tiểu thủy ngư rất bất ngờ. Và điều này sẽ giúp cho 98 dễ dàng thủ nhà hơn. Chắc chắn rằng tiểu thủy ngư anh ta sẽ không thể đi thêm quân lên nhà cái thủ 98 được. Còn ở nhà của mình với lượng quân mới được sinh ra, và chim sẻ vẫn đang cắt cử một đạo quân vừa đủ để thủ lại cái tơn công ngược đến từ bầu 2 game thủ chiến tướng. Sẻ sẽ vẫn đỡ được nhà, sẻ sẽ vẫn đỡ được lại cái tơn công này của chiến tướng thôi. Lượng quân đi công của chiến tướng không quá nhiều, và cái áp lực của chim sẻ tạo ra bên phía nhà của tiểu thủy ngư là sẽ đủ để giúp cho game thủ U98 có thể thở được. Đây, 70 bot đây, vẫn đỡ thoải mái luôn. Chiến tướng chui vào đây, tơn này không có đường ra dành cho chiến tướng. Không lối ra. Sẻ là 93 rồi, phát triển rất khỏe luôn. Bây giờ thì lại quay sang nhà chiến tướng, chơi chiến tướng thêm một tơn nữa. Sau khi đã giảm áp lực cho game thủ U98 thành công, 98 đã đỡ được nhà. Vâng, lại còn đóng cả BC phát triển à. Khá là khỏe đến từ chiến tướng trận đấu này, dãy ruộng tương đối khỏe. Và tiếp tục là một tơn lọt ruộng, đem về những cái lợi thế từ từ thôi, lợi thế nho nhỏ thôi, dần dần nó sẽ thành một cái lợi thế lớn. Quay trở lại với màn hình máy của U98 tham lai 89, với việc thủ nhà thành công, 98 hoàn toàn có thể đẩy cao quân của mình lên, áp lực ngược lại trở về phía nhà của bầu 3 tiểu thủy ngư ở khu vực góc 12 giờ. Lạc quá. Mà không biết là mọi người đang xem livestream có thấy lag không, hay là nó chỉ lag khi mỗi khi mà kênh, cái đường link mà em đang lấy thao tác tay của các game thủ nó bị quay tròn. Và điều này cũng đang khiến cho cá nhân em cảm thấy khá là khó chịu khi bình luận. Thỉnh thoảng nó lag lag một tí, áp lực đến từ khán giả nữa. Anh em khán giả mọi người xem nó không ngon thì mình cũng rất là áp lực. 105 tiếp tục ốp A lên nhà chiến tướng. Thôi anh ơi, đi đâu? Về mà đỡ nhà đi anh ơi, Tết rồi, về nhà đi tướng. Vâng, mang quân về đỡ, mang quân về cho mẹ, về đỡ đi. Ai ta? Rất nhiều tay đến chim sẻ chúng ta có thể thấy. Trong tình huống ốp quân này, chiến tướng cũng đang còn khá đông quân ở tại nhà của mình. Có thể tơn này tướng sẽ vẫn đỡ được nhà, nhưng cái thế phát triển của tướng sẽ yếu hơn so với chim sẻ rất nhiều. Ây à, vâng, chúng ta có thể thấy này, tướng này anh ta, vâng, ban đầu thì yếu hơn sẻ tương đối nhiều, nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy vâng bung rất nhiều nhà chính, và thậm chí là đang có dấu hiệu cho cực kỳ nhiều dân đào vàng định đánh đời 400. Cánh bên kia 98 công lên chưa? Rồi, 98 và tiểu thủy ngư đang đấu nhau giữa bản đồ, sẻ hoàn toàn có thể đi hết quân. Tướng đang đánh rất khỏe, chúng ta có thể thấy. Vâng, sẻ vẫn đang tách một tơn móc sang bên phía nhà của tiểu thủy ngư. Trong cái thời điểm mà tiểu thủy ngư đang cũng dồn gần như là toàn bộ quân của mình sang để đấu với game thủ U98 ở khu vực giữa bản đồ. Vâng, chiến tướng đang khiến cho cá nhân em cảm thấy khá bất ngờ trong trận đấu này. Là một cái thế đánh rất khỏe đến từ game thủ chiến tướng.
Bây giờ thì những cánh rừng ở phía bên trong nhà của Sẻ đang bắt đầu xấu dần theo thời gian. Sẻ đang phải đẩy dân của mình vung ra phía bên ngoài ăn nhiều hơn những cánh rừng ngoài. Tạm lại 114. Vâng, để mà đẩy chết được tướng trận này rất khó. Ngư đang kéo quân về, 98 có đi quân lên không em? Cái gì đây? Làm gì đây? Bắt quân à? Vâng, một tình huống tổ chức bắt quân đến từ chiến tướng và tiểu thủy ngư. Trong khi đó 98 cần phải làm điều gì đó đi em ơi. Làm điều gì đó đi, rồi số lượng quân ít hơn, rúi vào vẩy e và bắt. Trong khi đó thì tân quân đi công của chim sẻ gần như là chắc chắn là sẽ bị bắt rồi. Và chính thức là đã bị bắt. Mất thế đến từ sẻ. Mất thế công. Mất cái thế áp lực ở khu vực giữa hai nhà. Mất rất nhiều quân trong tình huống vừa rồi. Tham lai tụt xuống thì là 100... Vâng, lở lại là 101 rồi. Lượng quân bây giờ thì có lẽ rằng sau cái tơn bị bắt quân vừa rồi thì lượng quân của chim sẻ sẽ không thể đủ đông để có thể ốp lên nhà chiến tướng. Tướng đánh thực sự hay trong ngày hôm nay. Vâng, tiếp tục có ý đồ về e bắt quân sẻ. Nhưng tơn này sẻ chơi, có lẽ là sẽ chơi thôi. Tơn này chạy là thiệt. Và sẻ quyết định sẽ đứng lại và khô máu với chiến tướng luôn. Trong khi đó thì ở cánh bên kia, ngư vẫn đang rất lì nào gì đấy, vẫn đang khiến cho 98 cảm thấy khó thở trong trận đấu này. Sẽ đập ca và kích 4 ở thời điểm mà lực và tài nguyên đã đủ, đã đào đủ vàng rồi. Còn bên kia thì chúng ta thấy rằng là màu 2 game thủ chiến tướng đã chủ động đào vàng sớm hơn so với chim sẻ. Thì liệu rằng chiến tướng có lên được 4 trước chim sẻ hay không, và tiểu thủy ngư thì như thế nào rồi? Gần như từ đầu đến giờ chúng ta vẫn chưa bắn được quá nhiều dân, cũng như là chưa có những cái tình huống lọt được vào cơ sở của tiểu thủy ngư để có thể ăn được dân của tiểu thủy ngư. 78 dân của màu 2. Hơi nhanh, soi thám hơi nhanh anh em ạ. Thế trận vẫn đang khá căng. Sẻ thì cũng đã kích được 4. Nhưng thực tế thì cá nhân em đang sợ rằng là ở bên kia màu 2 chiến tướng có lên sớm hơn so với sẻ. Cái tơn ốp trước đó chúng ta thấy rằng chiến tướng cũng chủ động ăn vàng từ rất sớm được không? Nhưng anh ta mới có hơn 900 vàng thôi. Bo cản mặt từ xa này. Vâng, bo cản mặt từ xa đấy. Nhưng mà sao đây? Vâng, bên kia quýt nhầm à? Vâng, thế trận này họ chưa thua đâu. Vâng, bên kia ngư cũng rất nhiều dân. Thậm chí ngư còn vẫn còn đang có thế đi quân này. Ngư không hề chết. Ngư vẫn đang có thế đi quân này. Rất nhiều quân của ngư đang công lên nhà màu 1 của U98. Còn ở chiều hướng ngược lại thì mặc dù là sẻ đang công lên nhà của chiến tướng, nhưng thực tế là chưa công vào tới nhà. Vâng.